Hạ Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái bài mới nhưng mà nó vẫn là nói về 72 xuyên long, tức là 72 thấu địa long đó các quý vị. Thì trong 72 thấu địa long thì có 60 long thuộc về là lục thập kho giáp, tức là từ Giáp Tý cho tới Quý Hợi là tất cả là 60 cung. Trong đó thì có 12 cung mình gọi là cung không quân, hoặc là mình gọi là cung bại tiệc, hay là mình gọi là cung bán gia bại sản. Thì các nhà phong thủy hay nói là những cái cung này á, là kỵ xây nhà xây mộ, rồi chỉ thích hợp cho cái việc xây đình xây miếu mà thôi. Nhưng nếu mà mình sơ ý, mình xây nhà hoặc xây mộ tọa và hướng mà nằm trong cái không quân, tức là nó phạm vào cái những ô không phong như thế, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì khi mà nó phạm vào những cái ô không phong như thế thì đa phần thì cái nhà của chúng ta rất là xấu, và mộ tổ tiên của chúng ta cũng rất là xấu. Và cách hóa giải là chúng ta chỉ cần dùng thủy lai thủy khứ, mình gọi là dùng thủy khẩu để hóa giải ngôi nhà hoặc ngôi mộ. Thì chúng ta bắt đầu là phải hiểu về thủy lai thủy khứ, thì bài 11, 12 rồi chúng ta cũng đã nói rồi. Bây giờ qua cái bài này thì là bài 13, chúng ta sẽ nói về cái phần không vong này. Đó. Thì các quý vị nhìn vào trong cái 72 thấu địa long này, đó là cái vòng ở trong này. Đó là vòng này là nó không có chữ này. Đó là mình gọi là không vong. Đó là những cái vòng mà không có chữ này nè, mình gọi là không vong nha các quý vị. Đó, hoặc là gọi là bại tiệc, hoặc là mình gọi là cung bán gia bại sản. Thì trong 24 sân hướng, trong 24 sân hướng chỉ có 12 cung là nó thuộc về địa chi, tức là 12 địa chi là 12 cung thuộc về địa chi thì nó sẽ không phạm không vong. Còn những cái cung mà nó thuộc về là 8 cái thiên can và bốn cái quái như là càn khôn cắn tốn, càn khôn cắn tốn với lại giáp ách bính đinh canh tăng năm quý đều là phạm không vong. Đó là tôi sẽ ghi 12 cung nằm trên đây là năm quý cắn giáp ách tốn bính đinh tô khôn canh tăng càn. Đó là những cái ô này đa phần thì nó nằm trong những cái ô không vong. Tại vì là thường thì một cung như thế này trong 24 sân hướng thì chúng ta lấy 360 độ chia cho 24, chúng ta được là mỗi sơ hướng là 15 độ. Và sau đó chúng ta lấy 15 độ đó chia nó ra làm 3. Thì mỗi độ của thì nó sẽ được là vô mỗi cung của nó là 5 độ, chia làm 3, 15 chia 3 thì còn 5 độ. Thì mỗi cung của nó là 5 độ. Vậy là cái cung mà không vong thì nó sẽ chiếm hết 5 độ. Ví dụ như cái cung nhâm. Cung nhâm thì nó là tổng cộng 15 độ, nhưng mà chính giữa cung nhâm là nó là không vong. Còn mà hai bên hông của cái cung nhâm này là không bị, tại vì cung nhâm nó tổng là 15 độ mà cái cung không vong thì nó chỉ chiếm có 5 độ thôi. Rồi còn một bên 5 độ và một bên 5 độ là hai bên hông của nó là không có bị không vong. Đó. Khi mà chúng ta lấy la kinh, chúng ta đo mà nó rơi vô đúng vị trí là những cái ô không vong, tức là những cái ô không có chữ, tức là những cái ô mà trong lục thập kho giáp không giáp nó vào, là ô không có chữ thì cực kỳ xấu. Thì chúng ta sẽ phân ngũ hành cho nó, rồi chúng ta sẽ nạp thủy cho nó. Tức là chúng ta sẽ phân ngũ hành xong rồi chúng ta bắt đầu là nạp thủy, tức là tìm thủy khẩu. Tìm thủy khẩu, rồi chúng ta sẽ nạp thủy, tức là thu thủy vào, mình gọi là thủy lai. Rồi mình tìm cách mình đẩy thủy ra, mình gọi là thủy khứ. Đó là chỉ có cái cách đó thì mình mới hóa giải được cái nhà hoặc cái mộ bị phạm không vong mà thôi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính như thế này. Đây là 12 cung trong 24 sân hướng. Và các vị ghi vào, nếu tọ, các vị ghi trên đây là tọ, tọ nhâm, thì nếu mà không vong tại tọ nhâm, nếu mà không vong tại tọ nhâm thì chúng ta tính cho nó là thổ. Đó, tại vì nó không có chữ trong đó thì làm sao chúng ta biết được nó là ngũ hành gì? Ví dụ như là nếu mà trong cái ô mà ô Giáp Tý thì chúng ta biết là nó là ngũ hành kim, mà ô là ô Đinh Mão thì chúng ta biết nó là ngũ hành hỏa.
Rồi cái nếu mà nó rơi vào cái ô Bính Tý thì chúng ta mới biết là nó là thuộc ngũ hành thủy. Còn nếu mà nó không có rơi vô cái ô nào cả, nó trống không luôn, thì làm sao chúng ta biết được ngũ hành của chúng? Thì vì cho nên á là đây là cái bảng chúng ta để giữ biết ngũ hành của nó, rồi chúng ta mới an 12 cung trường sanh. Đó, rồi chúng ta mới tìm được thủy khẩu của nó. Đó, thì ghi vào nha, tại cung nhâm không vong thuộc hành thổ, tại cung quý thì cung không vong thuộc hành thổ, cung cắn thì cũng hành thổ, cung giáp cũng hành thổ. Đó là những cái ô không vong mà nằm trong những cái ô này á là hành thổ hết, là bốn cái. Đến cung ất thì không vong của nó thuộc về hành kim, tốn thì không vong của nó cũng thuộc về hành kim. Rồi các vị ghi cái bảng này vào, bính thì không vong của nó thuộc về hành mộc, và đinh thì không vong của nó cũng là hành mộc, rồi khôn thì không vong của nó là hành thủy, canh thì không vong của nó cũng là hành thủy, tăng thì không vong của nó là hành thổ, và càn thì không vong của nó cũng là hành thổ. Đó các vị ghi vào. Còn mà nói về thủy khẩu đó, các quý vị ở đâu cũng có thủy khẩu, tại vì mình không thấy nó mà thôi, chứ không phải là chỗ đó không có thủy khẩu. Tại vì thủy khẩu nếu mà gần thì chúng ta thấy, còn nếu mà xa thì nó vẫn có, nhưng mà qua do là nó quá xa cho nên chúng ta không thấy, chứ không phải là không có. Thì cái trường hợp này á, thì ở bên Trung Quốc có một cái vị thầy phong thủy đó rất là giỏi, thì tôi cũng quên tên rồi, thì giúp cho cái nhà dòng họ Tôn sửa một cái giàn mộ gia tộc dòng họ Tôn. Khi mà sửa mộ xong, ông nói là sau này nhất định sẽ sanh ra người nhân tài đó. Nhưng mà đến ngàn năm sau, câu nói đó nó mới ứng nghiệm. Tại sao? Tại vì cái mộ gia tộc của người của dòng họ Tôn này là thủy khẩu nằm quá xa, nằm quá xa. Còn cái ông thầy này á thì ông nói sẽ có nhân tài, nhưng đúng là sẽ có nhân tài nhưng 1.000 năm sau được, tại vì ông không có nói thời gian đó. Cho nên mới nói thủy khẩu nếu gần, nếu gần thì trong một cái thời gian ngắn con cháu sẽ được hưởng, nếu mà thủy khẩu quá xa thì trong một cái thời gian rất xa đó, là rất lâu thì con cháu mới được hưởng đó. Và thường á thì người ta nói là tinh cha khuyết mẹ, cho nên á là người cha tính cho xương, người mẹ là tính cho máu của thịt đó. Cho nên á là khi mà mẹ mất thì dàn con, tức là cái đời đầu, người con đời đầu, tức là cái dàn con đời đầu là sẽ được hưởng, còn mà dàn cháu là không được hưởng. Còn mà nói về người cha, tại vì á là xương nó phân hủy chậm hơn là da thịt đó. Cho nên á là đến đời cháu, đời chắt, đời chích, nhiều nhiều đời sau nữa vẫn vẫn hưởng được đó. Cho nên cái người đàn ông gọi là người cha trong gia đình là rất là quý. Thì cái mộ của ông cha là đời con, đời cháu, đời chắt, đời chích là đều được hưởng, còn mà người mẹ thì chỉ có người con mới được hưởng, là con gái và con trai mà thôi, còn con dâu hay con giới là không tính. À, con dâu con giới thì người ta sẽ hưởng của cái gia đình của người ta đó, chỉ tính con cái thôi. Còn mà con nuôi thì cũng có thể hưởng, nhưng mà hưởng một cái phần nào đó thôi. Con nuôi thì người chưa có sách nào nghiệm chứng, nhưng mà theo tôi nghĩ thì cũng có hưởng, nhưng mà hưởng một cái số ít nào đó thôi, chứ không có hưởng nhiều, trừ khi người con đó có làm lễ cúng kiến và xin lấy cái họ của gia đình đó luôn, lấy cái họ người cha luôn, thì cái người này mới là con nuôi, nhưng mà cũng là con ruột, cũng mang cái dòng họ đó, cũng mang cái họ đó, thì lúc đó thì cũng sẽ được hưởng, hưởng được 80% đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào bài. Nếu mà thọ mộ rơi vào ví dụ như là cái cung này đi, cung bính đi, cung bính thọ đó, rơi vào cung bính, rơi vào cái cung mà không vong á, cung không vong á. Còn những cái cung khác như là nó, nếu mà nó có chữ thì chúng ta dựa vào cái chữ chữ đó trong lục thập hoa giáp rồi chúng ta phân ngũ hành cho nó. Còn nếu mà nó rơi vào cung không vong đó, hoặc là mình gọi là cung bại tiệt, cung là không có cái chữ nào hết, thì làm sao mình phân được ngũ hành? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng này. Nếu mà nó rơi vào chữ bính là cung không vong, nó nằm trong chữ bính, thì chúng ta tính nó là hành mộc.
Đó, hành mộc thì trường sanh tại tại hợi, hành mộc thì trường sanh tại hợi. Đó. Vượng tại mão. Mộ tại mùi. Đó. Tiệp tại thân, tiệp tại tại thân. Đó. Rồi thai thai tại tại dậu. Đó, là như thế. Thì bắt đầu là chúng ta dựa vào cái phần này mà chúng ta tìm ra được thủy khẩu, tức là tìm ra được cái nước đi, chúng ta đo được nước đi và nước về. Đó.